Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Cừ. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đạt gần 60%. Xã Dương Quang tích cực giải phóng mặt bằng. Tai nạn đuối nước làm một học sinh thiệt mạng. Ra quân chống đua xe lạng lách bước đầu đem lại kết quả khả quan. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Phù Cừ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Cừ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đồng chí Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân đóng góp trên 10 tỷ đồng, hiến 25.000 m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp và 2.500 ngày công lao động, tháo dỡ tường bao công trình phụ để giao mặt bằng làm đường giao thông thôn xóm, đường ra đồng. Đến nay, toàn huyện có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn huyện đạt 96,2%, tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ. Gần 2.800 gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền. Toàn huyện đã có 18 khu dân cư triển khai mô hình khu dân cư văn minh trong việc tang. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham gia tuyên truyền vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Quách Thị Hương đánh giá cao những thành tựu mà Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Phù Cừ đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Hội nghị đã hiệp thương bầu ra các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Cừ khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Trước tình hình gần đây trên cả nước xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể có hàng trăm người mắc, thậm chí gây chết người. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh tình hình ngộ độc thực phẩm trên toàn quốc đang trở nên báo động, nhất là tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở lớn. Tại Hưng Yên hơn 3 năm liên tiếp vừa qua không để xảy ra vụ ngộ độc tập thể, nhưng là địa phương đang có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp, cơ sở đông người nên nhu cầu về thực phẩm là rất lớn. Toàn tỉnh hiện có trên 12.500 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, nên cần đặt ra yêu cầu phải tăng cường quản lý nhà nước để phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đồng chí yêu cầu ngành y tế, nông nghiệp, công thương và từng địa phương phải nắm thật chắc các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của mình. Trên cơ sở đó, tập trung thực hiện chặt chẽ công tác quản lý theo nhiệm vụ, chức năng được phân cấp, tăng cường giám sát kiểm tra các cơ sở, kiên quyết xử lý thậm chí đóng cửa những cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, tiến tới truyền tải dữ liệu lên trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh theo thời gian thực. Cần tổ chức ngay hai lớp tập huấn cập nhật kiến thức quản lý về an toàn thực phẩm và hướng dẫn thực hành đảm bảo an toàn thực phẩm. Quan điểm là phải tập trung sâu hơn cho công tác quản lý theo từng ngành, từng địa phương nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm như tại một số địa phương khác thời gian qua. Hiện nay tỉnh Hưng Yên có 10 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt gần 60%. Tổng diện tích đất đã cho thuê lại khoảng 1.245 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 60% trong tổng số trên 2.100 ha đất có thể cho thuê. Trong đó, khu công nghiệp dệt may Phố Nối với 93 ha đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Các khu công nghiệp lớn như Phố Nối A đã cho thuê đạt 84% diện tích trên 490 ha. Khu công nghiệp Thăng Long 2 cho thuê đạt 70% diện tích trên 400 ha có thể cho thuê. Một số khu công nghiệp mới triển khai như khu công nghiệp Sạch cũng đã cho thuê đạt trên 22%. Khu công nghiệp số 5 cho thuê đạt trên 6% diện tích có thể cho thuê. Hưng Yên hiện được đánh giá là thị trường bất động sản cấp 1 có tính hấp dẫn cao ở miền Bắc với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, giao thông kết nối thuận tiện, nguồn nhân lực dồi dào, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hưng Yên hiện xếp thứ 12 cả nước. Hưng Yên hiện có gần 1.000 ha đất trong các khu công nghiệp sẵn sàng cho thuê, giá cho thuê trung bình khoảng $130 một mét vuông. Đến nay,
Trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có trên 580 dự án đầu tư, gồm trên 330 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và gần 250 dự án có vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ và trên 40.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá là một trong những công trình trọng điểm của thị xã Mỹ Hào trong năm 2024. Thời điểm này, các địa phương đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Ghi nhận tại xã Dương Quang, một trong năm địa phương có dự án đi qua. Gia đình anh Phạm Thanh Hùng là một trong số 48 hộ có đất thổ cư nằm trong dự án phải giải tỏa và cũng là một trong những hộ phải di dời công trình do diện tích phải thu hồi lên tới hơn 100 mét vuông. Sau khi được xã tuyên truyền phổ biến về chủ trương xây dựng, anh và gia đình nhận thức rõ trách nhiệm với sự phát triển chung của địa phương và gia đình mình. Gia đình rất phấn khởi vì có một cái dự án của nhà nước đầu tư cho có con đường đi lại lưu thông, đất đai có giá trị và mình có nhiều cái lợi ích hơn. Đến nay, 9 hộ có đất nông nghiệp nằm trong danh sách phải thu hồi đều nhất trí cao, sẵn sàng bàn giao diện tích cho đơn vị thi công. Nhà tôi có diện tích thu hồi là 1.800 mét vuông. Gia đình thì cũng rất đồng tình ủng hộ cái dự án, cũng mong dự án sớm triển khai để nhân dân được hưởng lợi. Thứ nhất là cái cảnh quan môi trường là xanh sạch đẹp, cái kè hai bờ sông. Thứ hai là cái giao thông thuận lợi để cho bà con phát triển kinh tế. Dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá đi qua xã Dương Quang có chiều dài khoảng 2,6 km với diện tích thu hồi 7,5 hectare, trong đó gần một nửa là đất nông nghiệp và đất giao thông thủy lợi do xã quản lý. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích trên hoàn thành phương án đền bù, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thi công với diện tích đất thổ cư đã tiến hành họp dân và đang kiểm đếm. Đối với dự án làm đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá thì đến nay thì xã cũng đã phối hợp với cả trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đã thực hiện việc thu hồi xong đối với 9 hộ dân và chúng tôi cũng đã tổ chức cuộc họp đối với các hộ dân có những tài sản và đất có liên quan đến công trình đang thực hiện các cái bước rà soát, kiểm đếm và xây dựng cái phương án hỗ trợ đền bù. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, sự đồng thuận cao của nhân dân, tin rằng sẽ sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP tham gia vào chuỗi giá trị, mở rộng quy mô các gian hàng, giới thiệu sản phẩm trực tiếp, kênh bán lẻ và đưa sản phẩm tham gia vào sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước là những cách làm mà ngành chức năng, chủ thể OCOP đang làm để kết nối, đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn nữa với thị trường và người tiêu dùng. Từ đầu năm nay, các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Nấm Sạch Việt Tú, huyện Kim Động như nấm linh chi, đông trùng hạ thảo đã có mặt trên sàn thương mại điện tử Alibaba. Sàn mua bán trực tuyến với hơn 79 triệu doanh nghiệp đến từ 240 quốc gia trên thế giới tham gia. Đây là một trong những phương thức để Hợp tác xã mở rộng quảng bá kinh doanh sản phẩm của Hợp tác xã vượt ra thế giới. Cùng với đó, việc xây dựng website quảng bá riêng, chuyển đổi số trong khâu tiêu thụ cũng đã được Hợp tác xã thực hiện từ nhiều năm nay. Đưa các cái sản phẩm lên trên các cái sàn cũng như là trang thương mại điện tử, website, tôi thấy là cái sản phẩm của mình nó cũng có một cái tín hiệu rất là phát triển, nó mạnh hơn so với cái truyền thống. Truyền thống thì nó ở chỉ trong khu vực nội bộ và gần, nhưng mà sau khi mà đã được sản phẩm đã được đưa lên sàn và phát triển ra một số các cái địa bàn tỉnh lân cận thì sản phẩm hiện nay cũng đã đi rất là xa và đi được rất nhiều các tỉnh thành trong và ngoài nước. Thông qua các nền tảng, sàn thương mại điện tử, trang web quảng bá sản phẩm được giới thiệu một cách đầy đủ thông tin chi tiết về nguồn gốc, quy mô công dụng, tạo điều kiện cho người tiêu dùng tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 12 điểm giới thiệu và bán giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh tại một số huyện, thị xã, thành phố. Các điểm bán hàng là các siêu thị, cửa hàng kinh doanh cá nhân, qua đó dễ dàng tiếp cận được khách hàng truyền thống các địa phương, từng bước trở thành kênh phân phối bán lẻ hiệu quả. Nhà chúng tôi những người xa đến đây mua hàng đặc sản không chỉ của Hưng Yên mà của các tỉnh khác rất là tiện lợi. Trên thị trường thì rất nhiều sản phẩm tương tự, nhưng mà ở đây sản phẩm của OCOP thì được kiểm chứng và công nhận có thương hiệu, cho nên là đến đây chúng tôi sử dụng sản phẩm là rất là yên tâm, tự tin là mua làm quà cho bạn bè rồi người nhà, người thân. Được sự quan tâm của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên có đặt một cái điểm giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên. Trong đó có công ty 18 tháng 4 chúng tôi có 5 sản phẩm về ngành da giày.
Ngoài ra thì công ty chủ yếu bán các sản phẩm nông sản, nông nhãn, hạt sen, nghệ, các cái sản phẩm theo mùa vụ. Và đồng thời cũng mong muốn làm sao là trong những thời gian tới, doanh nghiệp sẽ mời được nhiều doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên sẽ đưa nông sản và hàng tiểu thủ công nghiệp về bày ở gian hàng để tiếp cận với người dân. Với sự phối hợp chung tay của ngành chức năng, chủ thể sản xuất và các địa phương, việc kết nối cung cầu thông qua nhiều kênh bán hàng, kênh quảng bá và tham gia chuỗi bán lẻ hiệu quả tại các địa phương đã giúp cho các sản phẩm OCOP ngày càng được biết đến rộng rãi trên thị trường, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Yên Mỹ là địa phương đông dân cư, số doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhiều. Do vậy, việc tiêu thụ điện năng cao, nhất là vào mùa nắng nóng. Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, người dân, doanh nghiệp tại đây đang có nhiều giải pháp để tiết kiệm điện. Thiết bị điện và hệ thống máy móc phục vụ việc xay sát gạo đã cũ nên tiêu thụ rất nhiều điện năng. Từ đầu năm 2024, cơ sở sản xuất gạo Nguyên Thủy đã thay thế thiết bị điện sinh hoạt và đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, áp dụng sản xuất vào giờ thấp điểm theo hướng dẫn của Điện lực Yên Mỹ. Việc làm trên đã giúp nâng cao năng suất, mỗi ngày chế biến 50 tấn gạo và tiết kiệm 1 giờ sản xuất là 100 kWh. Cái quá trình thay đổi này thì là đơn vị nhận thấy là nó sẽ tiết kiệm được từ 15 cho đến 20% giá điện so với lúc đầu, tiết kiệm được 100 cho đến 150 triệu đồng trên một năm. Là đơn vị chuyên sản xuất cột đèn chiếu sáng, kết cấu thép và ống thép nên sản lượng điện tiêu thụ lớn. Trung bình một tháng, nhà máy thiết bị chiếu sáng và kết cấu thép Tấn Phát Hương Yên tiêu thụ từ 1 triệu 200 đến 1 triệu 500 kWh, tương đương khoảng 3 tỷ đồng. Hiểu được việc thực hiện tiết kiệm điện sẽ giúp ổn định sản xuất, giảm chi phí, giá thành của thành phẩm. Những năm gần đây, công ty đã chủ động các biện pháp tiết kiệm điện, đầu tư máy móc, dây chuyền tự động, thay thế toàn bộ hệ thống thiết bị điện chiếu sáng bằng đèn LED. Tận dụng ánh sáng tự nhiên đã giúp công ty tiết kiệm mỗi tháng từ 90 đến 100.000 kWh. Tiết kiệm năng lượng chính ra nó làm cho giá thành sản phẩm nó hạ xuống, làm cho cái giá trị của người tiêu dùng được hưởng lợi, cũng như giá tiền lương cũng như sản phẩm của công nhân được tăng lên, người lao động hưởng lợi. Chúng tôi thấy đó là cái rất thiết thực đối với công ty. Huyện Yên Mỹ có gần 54.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, gần 7.000 khách hàng sử dụng điện sản xuất kinh doanh. Để hạn chế tối đa nguy cơ quá tải lưới điện, nhất là vào mùa nắng nóng, Điện lực Yên Mỹ đã tổng kiểm tra xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên đường dây. Đặc biệt, đơn vị đã có sáng kiến khách hàng đăng ký sử dụng điện. Việc này giúp điện lực cân đối điện năng, khách hàng ổn định sản xuất, giảm chi phí. Điện lực Yên Mỹ đã tuyên truyền vận động bà con thực hiện là tiết kiệm điện. Mỗi cán bộ công viên Điện lực Yên Mỹ là một tuyên truyền viên đối với gia đình, khách hàng. Điện lực Yên Mỹ đã ký phụ lục hợp đồng mua bán điện đối với khách hàng có sản lượng điện trên 1 triệu kWh để thực hiện tiết kiệm điện. Nhờ triển khai và thực hiện các giải pháp trên, trung bình mỗi năm trên toàn huyện tiết kiệm được trên 9 triệu kWh. Điện lực Yên Mỹ đều đảm bảo việc cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất sinh hoạt của nhân dân và doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tháng 4 năm 2024 để các đơn vị phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tiêu chí đạt tỷ lệ thấp. Theo đó, các đơn vị có tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đạt 100% là Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và Sở Công thương. Một số sở ngành xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đạt thấp dưới 93% là Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ. Về tiêu chí tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện đạt cao nhất là 80,9%, Sở Tài nguyên và Môi trường đạt thấp nhất là 1,9%. Về kết quả tỷ lệ số hóa hồ sơ, hầu hết các huyện đều thực hiện đạt từ 75 đến 80%, tỷ lệ đạt cao nhất thuộc về Ủy ban nhân dân huyện Kim Động. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố công khai kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên cổng trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, ra soát tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao điểm số cũng như tỷ lệ các nhóm chỉ số đang ở mức thấp, duy trì và phát huy hơn nữa các chỉ số đang ở mức tốt. Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa qua, chi bộ trường Trung học phổ thông Kim Động và Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động
đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho các quần chúng ưu tú là giáo viên và học sinh lớp 12 của trường. Đây là hai chi bộ trường học đầu tiên của huyện Kim Động có học sinh được kết nạp đảng. Trong số 7 quần chúng ưu tú của hai nhà trường được kết nạp đợt này, có 4 quần chúng là các học sinh lớp 12 gồm Trần Ngọc Linh lớp 12A3, Nguyễn Thị Bích Phương lớp 12D1 trường Trung học phổ thông Kim Động, Lê Thành Hiển lớp 12A1, Lương Hương Giang lớp 12A4 trường Trung học phổ thông Đức Hợp đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là những học sinh ưu tú, là con ngoan, trò giỏi, có đạo đức, ý thức, tổ chức kỷ luật tốt, đạt được nhiều thành tích trong học tập cũng như nhiệt huyết trong tham gia các hoạt động phong trào của trường. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên tại chi bộ trường học, thời gian qua, tổ chức đảng và thầy cô giáo các nhà trường luôn định hướng cho học sinh những lý tưởng sống đẹp, mục tiêu phấn đấu trong sáng rõ ràng trong học tập và rèn luyện để được giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp đảng. Những quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là niềm vinh dự tự hào cho cá nhân mỗi học sinh mà còn là tín hiệu tích cực tạo chuyển biến về chất và lượng trong công tác phát triển đảng tại địa phương. Ngày 20 tháng 5, tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm một học sinh thiệt mạng. Cụ thể vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, tại khu vực ao làng thôn Phúc Miếu, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, người dân phát hiện cháu Đào Thu Hát, 13 tuổi, trú tại thôn Hòa Nam cùng xã, hiện là học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Hòa Phong bị đuối nước. Người dân tiến hành sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi. Chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng gần đây, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm 3 học sinh thiệt mạng. Trước đó tại phường Nhân Hòa đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh của trường tiểu học Nhân Hòa tử vong. Hiện nay là thời điểm đầu hè, các em học sinh được nghỉ, vì vậy các bậc phụ huynh cần quản lý con em chặt chẽ hơn, tránh để xảy ra những tai nạn thương tâm. Thời gian qua, nhiều người dân bức xúc trước tình trạng một số thanh niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, rú ga, phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí là có biểu hiện đua xe tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Trước những diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện ra quân cao điểm để xử lý tình trạng này và bước đầu đã đem lại kết quả khả quan. Và buổi tối, tại nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh như đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 39, quốc lộ 38B, trên địa bàn thành phố Hưng Yên thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy, rú ga, phóng nhanh, lạng lách, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. 57 cả, giết cho nó đi nhanh, đi đâu nó nhặng quay lên. Các cháu có thể là trong độ tuổi rất là trẻ, tham gia giao thông thì không có đội mũ bảo hiểm, rồi là các cháu đi mang tính chất đám đông tụ tập, đi nhanh rồi là phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông rất là lớn. Trong tổng số 247 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh, 4 tháng đầu năm nay có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ. Điển hình như vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe mô tô xảy ra vào tối 30 tháng 4 trên đường Nguyễn Văn Linh qua địa phận phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, khiến 3 thanh niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, 3 thanh niên điều khiển phương tiện đều không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu đua xe, đi xe với tốc độ rất nhanh. Kìm hãm kéo giảm tai nạn thông cũng như là xử lý nghiêm triệt để đối với anh em nhóm thanh thiếu niên lạng lách đánh võng đua xe trái phép. Chúng tôi đồng loạt ra quân, huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ và chúng tôi triển khai bằng nhiều tổ công tác sử dụng cả lực lượng hóa trang công khai để xử lý các cái hành vi vi phạm, đặc biệt là tập trung vào nhóm thanh thiếu niên lạng lách đánh võng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Giang, tình trạng thanh niên phóng nhanh, lạng lách đánh võng cũng diễn ra khá phức tạp. Các nhóm thanh thiếu niên rất manh động, sẵn sàng phóng xe bỏ chạy khi nhìn thấy lực lượng chức năng nên việc dừng phương tiện gặp nhiều khó khăn. Đề nghị với cơ quan chức năng là sẽ tăng cường và làm nghiêm túc cái việc đó, và là công dân thì chúng tôi ủng hộ vấn đề này. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã xử lý được trên 100 phương tiện, và trong quá trình xử lý thì các em học sinh cũng đa phần là
chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện. Đấy. Và chúng tôi cũng đã tiến hành trao đổi, làm việc trực tiếp với cả cái gia đình, các em. Phát huy kết quả bước đầu đạt được, lực lượng cảnh sát giao thông công an Hưng Yên sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nghiêm túc đợt ra quân nhằm góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.